Bây giờ có một cái file rồi, bây giờ xuất ra một cái hình ảnh BMP trắng đen để mình lưu lại ha, mình lưu lại dữ liệu sau này dễ tìm đúng không? Rồi đây là một cái hình file event đã làm ra cái hình nãy rồi đúng không, không tranh đốc mã đúng không? Rồi bây giờ xuất ra file BMP ha, mode này save VSM này, save VSM rồi đặt tên nó trang lên là tranh ngựa đại đi ha. Rồi lưu ngồi nó tốt hay gì đó tùy mình, tốt đi ha, sao dạ. Rồi giờ không cần thiết được tắt dạ, đang không phải là nãy mình có lưu file CDN rồi không cần thiết. Rồi giờ bật hay giải pháp mà em sử dụng phần mềm CDN này nha, bật nó lên ha, bật nó lên vào cái giải pháp V1. Cái này phải máy đầu tiên là tôi đã cài đặt rồi cho anh rồi đúng không? Cài đặt này rồi đúng không? Nghĩa là máy đầu tiên vô là nó thấy hoa chưa vô tôi cài và tôi lấy phần mềm tôi đưa qua máy khác rồi cài đặt lại thôi. Cài đặt lại nhé. Nè tôi cài đặt cho anh này còn nữa ha. Thằng anh gửi này anh gửi download thôi, thằng quỷ download này ra đi. Thằng này này đúng không? Rồi, rồi file ha. File đúng không? Rồi anh tìm cái hình của anh hồi nãy này. VMB này, tranh ngựa này, đúng không? VSM này, ha. Open vào. Rồi, chọn Xbox ra, Xbox BMB ra. Xbox ra, rồi, ok, xong. Đúng không? Đây, tranh ngựa quanh đây. Được chưa? Đơn giản vậy đó hả? Hả? Chưa? Ngựa quanh vậy đó, nó là như vậy đó. Ha? Đúng không? Nhập vô lại thì nhập vô lại cho nó lên lại. Đúng không? Rồi bật CDB lên. Rồi đây tìm bọt nhưng mà được chưa? BMP tìm cái tranh ngựa của mình này, tranh ngựa này bỏ vào này, được chưa? Đây là cái tranh là cái hình BMP thôi, bây giờ lấy khối tự động này, được chưa? Rồi bây giờ anh cho 20 thằng lên 15 thằng lên 15 đúng không? Dạ không còn thiết xóa đi đây. Mười lăm là cái độ dè cao của con người đó phải không? À, độ cao tổng thể á. À, con người độ cao thì cao nhất là không tranh này nè. Dạ là cái file của mình là được như vậy. Dạ. Ha. Ha. Rồi. Đó là cách xuất ra hình BMP. Ha. Tắt này ha, không có thể tắt đi. BMP này. Lưu lại ha. Đây anh ra thì anh rửa anh rửa gì đó chài gì đó thì ha, hoa rửa cho người ta coi cái này thì như thế này mới gọi là bố cục, như thế này mới gọi là bố cục. Rồi về cái thằng này nó nằm như này, hỏi trước để cho nó rộng ra xíu cho con ngựa đi ra phía trước, rồi còn cây cối ha, lá cái gì đây cỏ rồi gì đó ha, thú gì đó gập ghềnh gì đó, đây này mai trời gì đó thì anh ha, hoa. Nhưng mà cái chính là phải tôn vinh nó là cái nào phụ thì gì nhỏ xuống, cái nào không phải là ghép lấy cái nào ghép đại vô thì cũng được hết, chỉ người ta không biết về mỹ thuật người ta ghép đại thôi. Rồi xem này lại nhanh.